Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi những thông tin thời sự nóng trên kênh YouTube của báo Tiền Phong. Thưa quý vị, sau hơn một tháng xét xử sơ thẩm vụ án Trương Mỹ Lan Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1, ngày 11 tháng 4 vừa qua, Tòa án Nhân dân TP HCM đã xử sơ thẩm và tuyên án tử hình mức hình phạt tổng hợp đối với bị cáo Trương Mỹ Lan 68 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát về 3 tội danh, tham mô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Mức án từ 3 năm tù treo đến chung thân đối với 84 bị cáo khác. 85 bị cáo này đều bị xét xử vì có sai phạm gây thiệt hại cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Đồng thời, Hội đồng xét xử sơ thẩm buộc bị cáo Lan bồi hoàn cho SCB hơn 673.800 tỷ đồng, là dư nợ của 1.243 khoản vay còn lại tính đến ngày 17 tháng 10 năm 2022. Để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bị cáo Trương Mỹ Lan, Hội đồng xét xử tuyên giao cho SCB tiếp tục quản lý, xử lý đối với 1.122 mã tài sản đang được thế chấp cho SCB để đảm bảo cho 1.243 khoản vay. Hội đồng xét xử đề nghị SCB trong trường hợp xử lý 1.122 tài sản theo hợp đồng thế chấp để thu hồi nợ, sau khi xử lý xong các khoản nợ được đảm bảo bằng các tài sản tương ứng, thì phần giá trị tài sản còn lại nếu có, cần phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 Bộ Công an để xác định tài sản nào thuộc sở hữu của bị cáo Trương Mỹ Lan, thì dùng toàn phần còn lại đó đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bị cáo trong vụ án. Tài sản dùng để khắc phục sẽ bao gồm các vụ án tiếp theo. Hội đồng xét xử phiên tòa sơ thẩm đại án Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan đã tuyên tạm giữ một số tiền, buộc một số cá nhân tổ chức hoàn trả một khoản tiền, tổng trên 12.000 tỷ đồng. Tiếp tục kê biên một số bất động sản, cổ phần, sổ tiết kiệm để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bị cáo Lan trong toàn bộ vụ án. Ở nội dung này, hội đồng xét xử giải thích thêm. Đối với các tài sản, khoản tiền mà hội đồng xét xử xác định để khắc phục, đảm bảo nghĩa vụ cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án, nghĩa là bao gồm vụ án này và các vụ án của các giai đoạn tiếp theo. Như vậy, do tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan rất nhiều, cùng với nhiều khoản tiền khác bị thu giữ, hội đồng xét xử sơ thẩm quyết định tài sản dùng bồi hoàn cho SCB chỉ nằm trong 1.122 mã tài sản mà bị cáo Lan dùng để thế chấp tại SCB và một số khoản tiền các bị cáo trong vụ án tự nguyện nộp khắc phục cho SCB. Một số tài sản, tiền khác sẽ được dùng khắc phục trong toàn bộ vụ án Trương Mỹ Lan. Theo phân tích của luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, trưởng văn phòng luật sư kết nối Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, để thi hành phần trách nhiệm dân sự của bị cáo Lan, điều đầu tiên là bản án phải có hiệu lực pháp luật. Hiện nay, bản án Tòa án Nhân dân TP HCM vừa tuyên mới là sơ thẩm, chưa có hiệu lực pháp luật. Bản án này sẽ có hiệu lực pháp luật nếu không có ai kháng cáo trong vòng 15 ngày kể từ khi tuyên án hoặc 15 ngày kể từ khi nhận được bản án với những người không tham dự phiên tòa hoặc không có cơ quan nào kháng nghị trong vòng 30 ngày kể từ khi tuyên án. Trường hợp có kháng cáo hoặc kháng nghị, bản án sẽ có hiệu lực pháp luật kể từ thời điểm tòa án cấp phúc thẩm tuyên án. Sau khi bản án đã có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án cần làm đơn đề nghị thi hành án nộp đến Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh để được giải quyết theo thẩm quyền. Số tiền đang tạm giữ cùng các tài sản kê biên sẽ chuyển sang cơ quan thi hành án để thực hiện thi hành án theo bản án có hiệu lực pháp luật. Vạn Thịnh Phát, Trương Mỹ Lan là vụ án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Theo ông Nguyễn Thắng Lợi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp, bản án mà Tòa án Nhân dân TP HCM tuyên chưa có hiệu lực pháp luật. Trường hợp phần án dân sự tới đây không có kháng cáo, kháng nghị hoặc bản án có hiệu lực pháp luật, việc thi hành án dân sự sẽ được thực hiện đúng theo quy định pháp luật. Ông Lợi cho biết, sau khi bản án có hiệu lực, người được thi hành án có đơn đề nghị thi hành án, thì cơ quan thi hành án sẽ ban hành quyết định thi hành án. Ông Lợi nhấn mạnh, đây là vụ án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, nên ngay trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử vụ án, các tài sản vật chứng đã được chuyển giao cho cơ quan thi hành án. Do đó, Tổng cục Thi hành án dân sự đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, ra soát tính pháp lý của các tài sản để đảm bảo cho quá trình thi hành án sau này. Sẽ tổ chức thi hành án ngay khi bản án có hiệu lực.
Còn theo Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TP.HCM Nguyễn Văn Hòa, đến khi bản án có hiệu lực pháp luật, dù việc thu hồi tài sản có thể kéo dài, nhưng cơ quan thi hành án đã sẵn sàng và sẽ nỗ lực để tiến hành thu hồi tài sản đối với vụ án. Để đẩy nhanh việc thi hành án, Cục trưởng Hòa kiến nghị cần có một cơ chế đặc biệt trong việc thu hồi tài sản vụ án. Bên cạnh đó, để đảm bảo việc tổ chức thi hành án nhanh và tốt hơn, tháng 2 năm 2024, trước khi xét xử sơ thẩm, C03 cũng đã bàn giao toàn bộ vật chứng trong vụ án cho Cục Thi hành án dân sự TP.HCM. Vật chứng là gần 1.600 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận cổ phần, giấy tờ có giá trị khác, thiết bị điện tử, vật lưu trữ dữ liệu điện tử, các sổ tiết kiệm, điện thoại di động các loại. Theo ông Hòa, thông qua công tác bàn giao vật chứng giữa các bên trên cơ sở dữ liệu từ C03, Cục Thi hành án dân sự TP.HCM đã đối chiếu và lập một file dữ liệu riêng, đồng thời sẽ chuyển thông tin dữ liệu này sang tòa án để tòa đối chiếu trong quá trình xét xử nhằm đảm bảo tính chính xác, thống nhất. Ông Hòa cho biết thêm, Cục Thi hành án dân sự TP.HCM sẽ có báo cáo gửi Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Thành ủy và Ủy ban Nhân dân TP.HCM về kế hoạch tổ chức thi hành án, đồng thời báo cáo các khó khăn vướng mắc mà cơ quan thi hành án sẽ gặp phải như con người, kinh phí và cơ chế khi tổ chức thi hành án vụ án trên để đảm bảo việc thi hành án nhanh và thuận lợi. Cũng theo ông Lợi, vụ án Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát có quy mô rất lớn, được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và dư luận xã hội. Do vậy, Tổng cục Thi hành án dân sự đã chủ động chỉ đạo cơ quan thi hành án dân sự địa phương, chủ yếu là Cục Thi hành án dân sự TP.HCM, xây dựng kế hoạch rất chi tiết về bố trí nguồn nhân lực thi hành án. Tổng cục cũng cử cán bộ hướng dẫn công tác thi hành án, thậm chí tính đến cả phương án tăng cường lực lượng cho TP.HCM. Đồng thời, quá trình xét xử vụ án Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát, Cục Thi hành án dân sự đã nắm bắt các thông tin, bản chất vụ việc, nguồn tiền phạm tội, quan điểm vụ án xuyên suốt, bám sát phần quyết định về phần dân sự và xử lý vật chứng, từ đó có kế hoạch sẵn sàng thuận lợi cho cơ quan thi hành án ra quyết định thi hành án ngay khi án có hiệu lực thi hành, đảm bảo đẩy nhanh tiến độ thu hồi tài sản tối đa. Cơ hội nào cho bà Trương Mỹ Lan được ân giảm án tử hình? Thưa quý vị, chiều ngày 11 tháng 4, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã công bố bản án dành cho 86 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các bên có liên quan. Trong đó, tòa tuyên án bị cáo Trương Mỹ Lan 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tử hình về tội tham ô tài sản và 20 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt, Trương Mỹ Lan bị buộc tội tử hình. Trước đó, bị cáo Trương Mỹ Lan bị bắt tạm giam từ ngày 8 tháng 10 năm 2022. Và sau khi tuyên án, bà Lan sẽ tiếp tục bị tạm giam để đảm bảo thi hành án. Ngoài tội tử hình, Trương Mỹ Lan cũng bị buộc bồi hoàn hơn 673.849 tỷ đồng cho ngân hàng SCB, phải nộp gần 674 tỷ đồng tiền án phí sơ thẩm dân sự. Các tài sản liên quan đến vụ án bị kê biên sẽ được xử lý theo quy định để khấu trừ vào nghĩa vụ của bà Trương Mỹ Lan trong vụ án. Cũng trong ngày 11 tháng 4, tại tòa sau khi tuyên án, hội đồng xét xử cũng thông báo, theo quy định, Trương Mỹ Lan có thời hạn 7 ngày kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật để gửi đơn xin ân giảm lên Chủ tịch nước. Theo khoản 1 điều 40 Bộ Luật Hình sự năm 2015, tử hình là hình phạt đặc biệt chỉ áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, những người bị kết án tử hình có thể không phải bị tử hình nếu có quyết định ân giảm. Theo quyết định ân giảm hình phạt tử hình thuộc thẩm quyền của Chủ tịch nước. Cùng với đó, hội đồng xét xử cũng công bố. Theo quy định, các bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 12 tháng 4 năm 2024. Bị cáo vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được tống đạt hoặc niêm yết. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được đăng tải công khai lên trang điện tử của Tòa án Nhân dân TP.HCM.
Đây cũng chính là những cơ hội để bà Trương Mỹ Lan có thể tận dụng nhằm thay đổi bản án tử hình mà Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân TP.HCM vừa tuyên phạt cho những sai phạm và hậu quả nghiêm trọng mà bị cáo gây ra trong đại án lịch sử Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB. Bà Trương Mỹ Lan có được miễn gần 674 tỷ đồng án phí. Cũng trong phiên tuyên án ngày 11 tháng 4, đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm trong đại án Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB, về phần dân sự, Hội đồng xét xử đã tuyên buộc bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi hoàn cho SCB dư nợ của 1.243 khoản vay đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, tương đương 673.849 tỷ đồng. Về án phí, tòa tuyên mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. Bị cáo Trương Mỹ Lan phải chịu hơn 673 tỷ đồng án phí dân sự sơ thẩm. Theo hồ sơ, bà Trương Mỹ Lan sinh ngày 13 tháng 10 năm 1956 tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện 68 tuổi. Từ đây, nhiều người đặt câu hỏi liệu bà Lan có được miễn giảm án phí hay không? Giải đáp vấn đề này, luật sư Lê Trung Phát thuộc Đoàn Luật sư TP. HCM cho biết, căn cứ Nghị quyết số 326 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, án phí bao gồm án phí hình sự, án phí dân sự, gồm án phí giải quyết tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và án phí hành chính. Theo quy định tại điểm D, khoản 1, điều 12, Nghị quyết 326, thì người cao tuổi là đối tượng được miễn nộp tiền tạm ứng án phí. Căn cứ theo quy định tại Điều 2, Luật Người Cao Tuổi, thì người cao tuổi được quy định trong luật này là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên. Như vậy, người cao tuổi thuộc diện được miễn theo điểm D khoản 1, Điều 12, Nghị quyết 326, phải có đơn đề nghị miễn án phí cùng các tài liệu đính kèm theo quy định tại Điều 14 của Nghị quyết để được miễn án phí. Căn cứ theo các quy định pháp luật nói trên, cũng theo luật sư Lê Trung Phát, bà Trương Mỹ Lan hiện 68 tuổi là người cao tuổi theo luật định nên thuộc trường hợp được miễn nộp tiền tạm ứng án phí hay án phí. Phía sau bản án tử hình của bị cáo Trương Mỹ Lan. Thưa quý vị, chiều muộn ngày 11 tháng 4, phiên tòa sơ thẩm đại án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1 với 86 bị cáo đã tạm khép lại bằng bản án nghiêm khắc nhưng vẫn có sự khoan hồng dành cho các bị cáo. Đã có hình phạt cao nhất được hội đồng xét xử tuyên dành cho người chủ mưu, cầm đầu, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Cũng có rất nhiều bị cáo được tuyên mức án dưới khung đề nghị. Nhiều người nhận án treo và 9 người được trả tự do ngay tại tòa. Ngay sau đây, mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại những điều chưa từng được bật mí phía sau bản án tử hình của bị cáo Trương Mỹ Lan. Bị cáo Trương Mỹ Lan bất ngờ gây ồn ào, to tiếng khi nghe tuyên án tử. Bà Trương Mỹ Lan được áp giải đến tòa vào ngày tuyên án với ngoại hình không khác mấy so với ngày đầu xét xử. Bà mặc áo sơ mi màu trắng, tóc xõa, nhiều khoảnh khắc bị cáo còn mỉm cười khi phóng viên chụp ảnh quay phim. Bị cáo đã không còn khóc như giây phút nói lời sau cùng. Lúc này, bị cáo đang đối mặt với mức án đề nghị gồm 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, 20 năm tù về tội đưa hối lộ và tử hình về tội tham ô tài sản. Tổng hình phạt là tử hình. Vào buổi sáng ngày 11 tháng 4, khi lắng nghe hội đồng xét xử đọc nhận định về hành vi của các bị cáo, trong đó nhấn mạnh cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất, bà Lan đã quay qua quay lại, gây ồn ào, khiến hội đồng xét xử phải nhắc nhở bị cáo tập trung nghe tuyên án. Đến khi hội đồng xét xử tuyên mức án tử hình với bị cáo, cảnh sát áp giải đã được điều đến đứng sát, choàng tay bà Lan, có lẽ để trấn an. Nhưng vị chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát vẫn đứng vững, không cần sự trợ giúp. Bà đứng nghe phần tuyên án các bị cáo còn lại với ánh nhìn có phần vô định, hai bàn tay buông lỏng, thi thoảng thay đổi tư thế khoanh tay trước ngực, vuốt tóc. Không ai biết trong lòng người phụ nữ được gọi là không có nước mắt, tinh thần thép này có đang dậy sóng hay không. Theo quy định pháp luật, trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật,
Bị cáo Trương Mỹ Lan được gửi đơn xin ân giảm lên Chủ tịch nước. Bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa, được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 12 tháng 4. 7 bị cáo vắng mặt tại phiên tòa, được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được tống đạt hoặc niêm yết. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa, có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được đăng tải công khai lên trang điện tử của Tòa án Nhân dân TP.HCM. Nữ cựu cục trưởng đứng không vững khi nghe tuyên án chung thân. Trong ngày tuyên án 11 tháng 4, bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước, mặc chiếc áo sơ mi trắng giống như ngày bị cáo nói lời sau cùng. Khi lắng nghe mức án chung thân, bà gần như kiệt sức, nhắm mắt và ngã người vào các đồng chí áp giải. Xuyên suốt những ngày xét xử, bị cáo chỉ bỏ khẩu trang ra vào lúc đứng trên bục trình bày. Những hình ảnh được ghi lại của bà Nhàn phần lớn là bộ dạng cúi mặt, có nhiều khi ngồi nép sát vào lưng các cán bộ dẫn giải. Hay lúc bị cáo chỉ ngồi nhìn thẳng thì ánh mắt luôn ngấn lệ như chất chứa nhiều nỗi niềm. Số tiền 5,2 triệu đô la Mỹ mà bà Đỗ Thị Nhàn nhận hối lộ trong vụ án này được cho là lớn nhất từ trước tới nay bị phát hiện. Bị cáo đã nhiều lần nhắc lại cụm từ xấu hổ, nhục nhã khi đề cập đến hành vi của mình. Còn bị cáo Nguyễn Văn Hưng phải chống một tay vào ghế trước khi hội đồng xét xử tuyên mức hình phạt cho mình. Ông nhận mức án 11 năm tù. Bà Nhàn và ông Hưng trong suốt quá trình thẩm vấn, tranh luận đã liên tục tranh cãi qua lại, đùn đẩy trách nhiệm trong việc ra báo cáo kết quả thanh tra, bao che cho sai phạm của SCB. Thậm chí bị cáo Hưng còn từ chối rất nhiều câu hỏi từ luật sư bào chữa của bà Nhàn, tỏ thái độ không hài lòng. Nhưng tới giờ phút nói lời sau cùng, ông Hưng vẫn xin hội đồng xét xử xem xét khoan hồng cho bà Nhàn. Họ trước khi hầu tòa là đồng nghiệp của nhau, là mối quan hệ sếp lính. Ba sếp lớn của SCB được trả tự do ngay tại tòa. Sau khi hội đồng xét xử kết thúc gần 8 giờ tuyên đọc bản án vào chiều muộn ngày 11 tháng 4, một chiến sĩ cảnh sát đã thông báo lớn vào loa với nội dung: những bị cáo nào được trả tự do đề nghị đứng lên để lực lượng dẫn giải biết và sẽ không áp dụng biện pháp áp giải với các bị cáo. Đáng chú ý, có 3 bị cáo là sếp lớn của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB được hưởng án treo, trả tự do ngay tại phiên tòa. Đó là bị cáo Uông Văn Ngọc Ẩn bị xử phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Thời gian thử thách là 5 năm tính từ ngày tuyên án. Xét bị cáo Uông Văn Ngọc Ẩn bị xử phạt tù nhưng được hưởng án treo nên trả tự do ngay tại phiên tòa cho Uông Văn Ngọc Ẩn nếu bị cáo không bị tạm giam về một tội phạm khác. Uông Văn Ngọc Ẩn làm việc tại SCB từ tháng 1 năm 2012 ở các vị trí từ Tổng Giám đốc, Ủy viên Hội đồng Quản trị, phụ trách hoạt động chung. Từ tháng 6 năm 2012 đến ngày 11 tháng 12 năm 2013, bị cáo là Phó Chủ tịch SCB. Lời khai của Ẩn cho biết vị sếp này đã cùng các thành viên hội đồng quản trị phê duyệt các phương án cho vay để cơ cấu lại các khoản nợ vay phải thu ủy thác đầu tư report tại ngân hàng. Bị cáo Hoàng Minh Hoàn bị xử phạt 3 năm tù, nhưng cho hưởng án treo về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Thời gian thử thách là 5 năm tính từ ngày tuyên án. Bị cáo Hoàng Minh Hoàn cũng được xét trả tự do ngay tại tòa do được hưởng án treo, nếu không bị tạm giam về một tội khác. Hoàng Minh Hoàn là quyền tổng giám đốc SCB trong hơn một năm, nhưng lại là thời kỳ cận ngày vụ án bị khởi tố nhất, từ 30 tháng 7 năm 2020 đến 21 tháng 9 năm 2022. Trước khi làm việc tại SCB, Hoàng Minh Hoàn đã làm việc tại Ngân hàng Tín Nghĩa từ tháng 3 năm 2007, một trong 3 ngân hàng sáp nhập thành SCB hiện nay. Một cựu sếp SCB khác bị kết án 3 năm tù được hưởng án treo là Nguyễn Anh Phước, nguyên phó tổng giám đốc ngân hàng SCB. Nguyễn Anh Phước đã làm việc tại ngân hàng SCB cũ từ tháng 5 năm 2005. Từ năm 2012 đến ngày 16 tháng 8 năm 2018, Nguyễn Anh Phước làm việc tại SCB mới trong nhiều vị trí.
cả Uông Văn Ngọc Ẩn, Hoàng Minh Hoàn và Nguyễn Anh Phước đều bị cấm đảm nhiệm các chức vụ có liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng trong thời gian 2 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt chính. Quyền lợi người mua trái phiếu SCB sẽ được giải quyết ra sao khi bà Trương Mỹ Lan bị tuyên án tử? Thưa quý vị, giai đoạn 1 của vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm trong các sai phạm xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB đã khép lại với phiên tuyên án sơ thẩm diễn ra ngày 11 tháng 4 vừa qua. Tại phần tuyên án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan tử hình về các tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tham mô tài sản và đưa hối lộ. 85 bị cáo còn lại nhận mức án từ 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến tù chung thân. Ngoài ra, hội đồng xét xử còn buộc bị cáo Trương Mỹ Lan chịu trách nhiệm bồi thường 673.849 tỷ đồng, tương đương dư nợ 1.243 khoản vay tại ngân hàng SCB. Ngay sau khi phiên tòa sơ thẩm khép lại, dư luận đã đặt ra câu hỏi về việc giải quyết quyền lợi cho những người đã mua trái phiếu của SCB sẽ như thế nào. Cụ thể, nhiều người băn khoăn rằng phần nhiều tài sản của tập đoàn Vạn Thịnh Phát có được là do Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tiền của SCB mua. Vậy thì khách hàng, những người nạn nhân của SCB mang tiền gửi tiết kiệm ngân hàng nhưng sau cùng lại thành mua trái phiếu các công ty con, công ty liên kết và các công ty liên quan thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát thì sẽ được giải quyết như thế nào? Liên quan đến vấn đề này, tại thời điểm trước khi bắt đầu diễn ra phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan, đại diện Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã cho biết vụ án sẽ có 2 giai đoạn và phiên tòa này là giai đoạn 1 của vụ án. Giai đoạn 1 tập trung điều tra, truy tố, xét xử các bị cáo liên quan đến các hành vi phạm tội, tham mô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, để tập trung thu hồi tài sản, làm tiền đề giải quyết cho giai đoạn 2 của vụ án là xử lý các sai phạm liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp. Như vậy, phiên xử vừa tạm khép lại ngày 11 tháng 4, các cơ quan tố tụng giải quyết những vấn đề liên quan đến sai phạm trong hoạt động ngân hàng, sai phạm liên quan đến các cựu cán bộ ngân hàng vì đã bao che, bưng bít cho bà Trương Mỹ Lan. Đối với các vấn đề liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp, trong đó có việc các khách hàng của SCB gửi tiền tiết kiệm, sau đó bị chuyển đổi thành trái phiếu sẽ được xem xét trong giai đoạn 2 của vụ án. Trong giai đoạn 2 này, các cơ quan tố tụng sẽ tập trung điều tra, truy tố và xét xử về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Do vậy, quyền lợi của người dân khi mua trái phiếu sẽ được giải quyết trong giai đoạn 2 của vụ án này. Hội đồng xét xử đề nghị cơ quan điều tra làm rõ thêm tình tiết 108.000 tỷ và 14,7 triệu đô la Mỹ trở về nhà bà Trương Mỹ Lan. Cũng trong phiên tuyên án, bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm diễn ra vào ngày 11 tháng 4 vừa qua. Hội đồng xét xử cho biết, quá trình giải quyết vụ án, hội đồng xét xử thu thập sổ tay ghi chép của các trợ lý bị cáo Trương Mỹ Lan, cho thấy số tiền 108.000 tỷ đồng và 14,7 triệu đô la Mỹ trở về tòa nhà Vạn Thịnh Phát không chỉ từ SCB mà còn nguồn gốc trái phiếu. Do đó, hội đồng xét xử đề nghị Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trong quá trình điều tra mở rộng vụ án tiếp tục làm rõ sai phạm quanh số tiền này nếu có để làm căn cứ giải quyết trong giai đoạn 2. Ngoài ra theo tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan lấy tiền từ SCB đầu tư, chuyển nhượng nhiều dự án đang bị kê biên, không có hồ sơ pháp lý rõ ràng. Do đó, hội đồng xét xử cũng kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ số bất động sản, dự án liên quan đến bị cáo Trương Mỹ Lan chưa được giải quyết trong vụ án để xác định đúng bản chất, xử lý theo quy định của pháp luật, đảm bảo việc kê biên khắc phục hậu quả. Cũng theo tòa, thông qua việc xét xử vụ án và một số vụ án gần đây, có tình trạng lợi dụng chính sách pháp luật thông thoáng trong việc cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp, lập công ty con, nhưng không hoạt động kinh doanh, trốn thuế, thuê người đứng tên, chồng chéo thành viên góp vốn. Việc làm này gây khó khăn cho cơ quan chức năng, khó phát hiện sai phạm. Chính việc thành lập doanh nghiệp quá dễ dàng,
Đây là một trong những thủ đoạn mà các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội. Do đó, Hội đồng xét xử kiến nghị Chính phủ tăng cường quản lý doanh nghiệp, kiểm tra đầu vào và hậu kiểm, tránh thành lập doanh nghiệp để thực hiện mục đích trái pháp luật. Hội đồng xét xử còn cho rằng các ngân hàng hàng năm báo cáo không có bất cứ bất thường nào, nhưng khi các vụ án xảy ra mới phát hiện âm vốn chủ sở hữu. Trong vụ án, SCB thuê các công ty kiểm toán lớn nhưng không cho thấy điểm bất thường nào. Hội đồng xét xử nhận thấy có bất cập lớn trong công tác kiểm toán. Từ đây, Hội đồng xét xử kiến nghị nâng cao vai trò quản lý nhà nước trong công tác kiểm toán nhà nước, kiểm toán tại các ngân hàng, đảm bảo minh bạch tài chính. Hội đồng xét xử đề nghị Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trong quá trình giải quyết vụ án giai đoạn 2, làm rõ vai trò các công ty kiểm toán tại SCB, đơn vị kiểm toán liên quan, nếu có căn cứ thì xử lý theo quy định. Vì thế, tòa kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước có giải pháp cũng như ban hành các quy định hướng dẫn chi tiết các hoạt động hợp nhất, sáp nhập, tái cơ cấu, thanh tra và giám sát đối với các tổ chức tín dụng để khắc phục phòng ngừa vi phạm, tội phạm. Tòa kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền có quy định chi tiết các điều kiện về tài sản đảm bảo tại tổ chức tín dụng để đảm bảo các khoản vay có khả năng thu hồi. Tòa kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục điều tra các phương án, dự án chưa được xử lý trong vụ án này mà bị cáo Trương Mỹ Lan hoặc các cá nhân tổ chức cho bị cáo sử dụng, hợp tác, giao kết, giao dịch để xác định đúng bản chất các giao dịch. Mục đích nhằm xác định tài sản và hành vi sai phạm của các cá nhân tổ chức có liên quan nếu có, để có căn cứ xem xét thu hồi khi giải quyết vụ án trong giai đoạn 2 theo quy định. Ngoài ra, tòa còn đề nghị Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trong quá trình điều tra vụ án giai đoạn 2 tiếp tục xác minh làm rõ đối với tài sản của 5 bị cáo bị truy nã có liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo Trương Mỹ Lan. Ngân hàng SCB đóng cửa gần 50 phòng giao dịch ở 9 tỉnh thành, quyền lợi của khách hàng có bị ảnh hưởng. Kể từ thời điểm bị kiểm soát đặc biệt hồi tháng 10 năm 2022 đến nay, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB đã thông báo đóng cửa, dừng hoạt động hàng loạt phòng giao dịch. Động thái này khiến nhiều người lo lắng, băn khoăn về quyền lợi của khách hàng, nhất là trong bối cảnh bà Trương Mỹ Lan vừa bị tuyên án tử hình. Điển hình là từ ngày 8 tháng 4, phòng giao dịch của SCB Bạch Mai chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội, địa chỉ tại tầng 2-3, nhà số 361 Bạch Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đã thông báo chấm dứt hoạt động. Trong tháng 3, SCB cũng đã chấm dứt hoạt động đối với phòng giao dịch Điện Biên Phủ chi nhánh Tân Định ở số 261-263 đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, kể từ tháng 10 năm 2022 đến nay, SCB đã đóng cửa, dừng hoạt động 47 điểm giao dịch tại 9 tỉnh thành. Trong đó, đóng cửa 33 phòng giao dịch tại thành phố Hồ Chí Minh, 8 phòng giao dịch tại Hà Nội, 5 phòng giao dịch tại Đà Nẵng, các địa phương khác là Hải Phòng, Nghệ An, Bình Định, Đồng Nai, Gia Lai, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, An Giang. Mỗi địa phương đóng một phòng giao dịch. Sau hơn một năm bị kiểm soát đặc biệt, SCB đã đóng cửa hơn 1/4 số phòng giao dịch trên cả nước, trong khi vẫn giữ nguyên số chi nhánh ở mức 50. Đến nay, SCB chỉ còn 87 điểm giao dịch trên cả nước. Trước đó, ngày 15 tháng 10 năm 2022, Ngân hàng Nhà nước đã công bố quyết định kiểm soát đặc biệt SCB để ổn định hoạt động của ngân hàng này. Việc Ngân hàng Nhà nước kiểm soát đặc biệt một tổ chức tín dụng là biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật nhằm kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tác động tiêu cực đến tổ chức tín dụng và hệ thống của các tổ chức tín dụng đó. Ngân hàng Nhà nước cũng lựa chọn chỉ định những cán bộ có kinh nghiệm, năng lực, trình độ chuyên môn từ Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank để tham gia quản lý, điều hành ngân hàng SCB. Trong hơn một năm bị kiểm soát đặc biệt, cùng với xu hướng chung của thị trường, lãi suất huy động tại SCB cũng đã giảm rất mạnh. Trước đó, SCB từng áp dụng mức lãi suất lên tới gần 10% vào cuối năm 2022 và là một trong những ngân hàng có lãi suất huy động cao nhất hệ thống ngân hàng ở thời điểm đó. Ngân hàng Nhà nước đang nghiên cứu đề nghị tham gia cơ cấu lại SCB của một số nhà đầu tư để sớm trình Chính phủ phương án cơ cấu lại ngân hàng này theo quy định. Ngoài SCB,
Hiện có 5 ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt gồm CB Bank, Ocean Bank, GB Bank và Đông Á Bank. Thưa quý vị, liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các đơn vị có liên quan, bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị tuyên buộc bồi thường gần 674.000 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án. Đây là số tiền dùng bồi hoàn cho Ngân hàng SCB dư nợ của 1.234 khoản vay. Tính đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, được Hội đồng xét xử xác định trách nhiệm của bị cáo Lan. Hội đồng xét xử tuyên tiếp tục kê biên các bất động sản liên quan đến bà Trương Mỹ Lan tại quận 1, quận 7, quận 4, quận Phú Nhuận với căn biệt thự cổ 110-112 Võ Văn Tần có diện tích gần 3.000m2 mà bà Trương Mỹ Lan xin trả lại cho gia đình. Hội đồng xét xử cho rằng hiện chưa thu giữ được sổ đỏ, con gái bà Lan là Chu Duyệt Phấn xin hủy kê biên. Tòa xét cổ đông công ty sở hữu tòa nhà này thực chất là con cháu của bà Trương Mỹ Lan, nên là tài sản của bà Lan. Do đó, hội đồng xét xử tuyên tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bị cáo. Tài sản này, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ cho trùng tu, không được thay đổi hiện trạng. Được biết, căn biệt thự cổ tại địa chỉ 110-112 Võ Văn Tần đã tồn tại hơn một thế kỷ, được xây dựng vào năm 1920-1930 và được đặt tên biệt thự Phương Nam. Căn biệt thự cổ này do hai cụ Đặng Kim Chi sinh năm 1938 và Nguyễn Kim Sa Giang sinh năm 1934 là chủ sở hữu. Năm 2015, tập đoàn của bà Trương Mỹ Lan đã mua lại căn biệt thự này. Căn biệt thự cổ nằm trên khu đất vàng có 3 mặt tiền đường Võ Văn Tần và huyện Thanh Quan và Nguyễn Thị Diệu. Căn biệt thự cổ nằm lọt thỏm giữa các tòa nhà cao tầng ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, nhưng nổi bật bởi vẻ đẹp kiến trúc độc đáo, hiếm hoi. Năm 2019, sau khi được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho phép, chủ nhân căn biệt thự đã bắt tay vào trùng tu. Sau nhiều năm thi công, công trình vẫn chưa hoàn công. Tháng 10 năm 2022, bà Trương Mỹ Lan bị bắt, nhà thầu thi công xây dựng tại đây đã rút đi. Công trình ngưng thi công từ đó đến nay. Ngoài căn biệt thự cổ này, hội đồng xét xử còn tuyên tiếp tục kê biên, tạm giữ đối với các bất động sản, cổ phần, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ tiết kiệm, các tài sản khác của công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát đứng tên sở hữu hoặc giao cho các cá nhân đứng tên hộ của các bị cáo, những người liên quan khác để đảm bảo thi hành án nghĩa vụ tương ứng. Hội đồng xét xử tuyên buộc một số cá nhân tổ chức có giao dịch với bị cáo Trương Mỹ Lan để chuyển nhượng bất động sản dự án thì trả lại số tiền đã nhận từ bị cáo Trương Mỹ Lan hoặc nộp tiếp tiền theo giao dịch đã thỏa thuận để bảo đảm nghĩa vụ của bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án và được nhận lại cổ phần dự án bất động sản để tiếp tục thực hiện. Các tài sản khoản tiền mà hội đồng xét xử xác định để khắc phục, bảo đảm nghĩa vụ cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án là bao gồm vụ án này và các vụ án của các giai đoạn tiếp theo, nhưng ưu tiên thi hành án cho các bị hại liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc phát hành trái phiếu. Sau hơn một tháng với những cung bậc cảm xúc tại phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát, ngày 11 tháng 4, tòa đã chính thức tuyên bản án sơ thẩm đối với các bị cáo trong vụ việc. Đáng chú ý trong vụ án này, hội đồng xét xử tuyên phạt bà Lan mức án tử hình tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ, 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt cho 3 tội danh trên là án tử hình. Về trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, xử lý tài sản kê biên, phong tỏa trong vụ án, hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo Trương Mỹ Lan bồi hoàn toàn bộ thiệt hại đối với 1.243 khoản vay còn dư nợ tại SCB, khấu trừ đi số tiền các bị cáo đã nộp lại, buộc bị cáo bồi hoàn số tiền hơn 673.000 tỷ đồng. Một nội dung đáng chú ý khác, để đảm bảo thi hành án cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án, hội đồng xét xử đã buộc 6 công ty và 2 cá nhân nộp lại tiền. Cụ thể, buộc công ty Quốc Cường Gia Lai hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã nhận từ bà Lan là hơn 2.800 tỷ đồng. Ngoài công ty Quốc Cường Gia Lai, tòa cũng buộc công ty cổ phần địa ốc Hồng Phát phải nộp lại số tiền hơn 2.300 tỷ đồng.
buộc công ty Phú An, bà Phan Thị Phương Thảo nộp lại số tiền 145,2 tỷ đồng và 1.000 lượng vàng SJC để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án, buộc bà Mai Ngọc Nga nộp lại số tiền 19,3 tỷ đồng, buộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển và kinh doanh nhà hoàn trả số tiền 400 tỷ đồng để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án, buộc công ty cổ phần T&H Hạ Long và công ty Âu Lạc nộp lại số tiền hơn 6.000 tỷ đồng. Đối với quan hệ thế chấp, bảo đảm liên quan đến các quyền sử dụng đất của công ty Âu Lạc và công ty Hạ Long dùng để đảm bảo dư nợ cho các khoản vay tại ngân hàng SCB, cơ quan cảnh sát điều tra đang ngăn chặn giao dịch chuyển nhượng. Hội đồng xét xử xét cần tách ra để công ty Tuần Châu và công ty Âu Lạc giải quyết với ngân hàng SCB và các bên liên quan nếu có trong một vụ án khác khi các bên có yêu cầu. Tiếp tục kê biên, tạm giữ đối với các bất động sản, cổ phần, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ tiết kiệm, các tài sản khác của công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát đứng tên sở hữu hoặc giao cho các cá nhân đứng tên hộ của các bị cáo, những người liên quan khác. Tiếp tục kê biên đối với 76 bất động sản tại huyện Nhân Trạch, Đồng Nai, giao cho C03 Bộ Công an để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý liên quan đến hành vi sai phạm của một số đối tượng đứng tên hộ tài sản cho bị cáo Trương Mỹ Lan. Đồng thời, tiếp tục kê biên đối với 16 bất động sản tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, diện tích khoảng 1 hectare thuộc dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển, giao C03 tiếp tục điều tra, làm rõ để giải quyết trong giai đoạn 2 của vụ án. Kính thưa quý vị, tại phiên tòa tuyên án Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đồng phạm, Hội đồng xét xử buộc Công ty Cổ phần Quốc cường Gia Lai, mã cổ phiếu QCG hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã nhận từ bị cáo Trương Mỹ Lan là 2.882 tỷ đồng để đảm bảo thi hành án cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án. Việc phải hoàn trả hàng nghìn tỷ đồng, tương đương với 28% tổng tài sản của Quốc cường Gia Lai, trong bối cảnh tình hình tài chính của công ty không quá khả quan, đẩy Quốc cường Gia Lai vào thế khó. Số tiền 2.882 tỷ đồng Quốc cường Gia Lai nhận từ Công ty Cổ phần Đầu tư Sunny Island liên quan đến Vạn Thịnh Phát trong thỏa thuận chuyển nhượng dự án Phước Kiển tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, năm 2017, Quốc cường Gia Lai và Sunny Island đã ký với nhau hợp đồng hứa mua và hứa bán. Theo đó, Sunny Island phải chuyển cho Quốc cường Gia Lai số tiền 4.800 tỷ đồng theo lộ trình được quy định trong hợp đồng. Ở chiều ngược lại, Quốc cường Gia Lai có nghĩa vụ chuyển nhượng phần đất tương ứng với số tiền đã nhận. Tuy nhiên, Sunny Island chỉ giải ngân đến 2.882 tỷ đồng thì dừng lại. Sau đó, Quốc cường Gia Lai đã nộp đơn khởi kiện lên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam để giải quyết tranh chấp với mong muốn trả lại toàn bộ số tiền đã nhận từ Sunny Island, đổi lại phía đối tác phải chuyển nhượng lại toàn bộ phần đất đã nhận. Cuối năm 2021, đến lượt Sunny Island tố Quốc cường Gia Lai có hành vi gian dối chiếm đoạt số tiền 2.882 tỷ đồng. Vào cuối năm 2023, Quốc cường Gia Lai cũng đã có thông báo nhận được quyết định số 2542 của Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giải quyết yêu cầu hủy phán quyết trọng tài của Sunny Island. Theo nhận định của Tòa án và Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, toàn bộ các lý do mà Sunny Island đưa ra cho yêu cầu hủy phán quyết là không có cơ sở, không có căn cứ. Phán quyết trọng tài không vi phạm nguyên tắc cơ bản nào của pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết yêu cầu hủy phán quyết trọng tài của Sunny Island, tòa án đã nhận được ý kiến của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an cho biết toàn bộ hồ sơ đền bù 65 hectare mà trọng tài tuyên buộc Sunny Island phải hoàn trả cho Quốc cường Gia Lai là tài liệu chứng cứ của vụ án hình sự liên quan đến vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Theo đó, tòa án chấp nhận yêu cầu hủy phán quyết trọng tài vụ tranh chấp số 63 ngày 10 tháng 5 năm 2023 và Sunny Island chịu lệ phí 500.000 đồng. Hiện tại, dự án Phước Kiển đang nằm trong số 1.237 bất động sản liên quan đến bà Trương Mỹ Lan bị kê biên. Theo phán quyết của tòa án trong phiên xét xử diễn ra chiều ngày 11 tháng 4, để được gỡ kê biên, nhận lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với số bất động sản liên quan tới giao dịch tới Sunny Island, Quốc cường Gia Lai buộc phải hoàn trả toàn bộ 2.882,8 tỷ đồng đã nhận. Đáng nói, số tiền này chiếm tới 30% tổng số tài sản của Quốc cường Gia Lai. Trong khi đó, tình hình tài chính và kinh doanh của doanh nghiệp lại không mấy khả quan. Cụ thể, báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023 của Quốc cường Gia Lai
ghi nhận tổng tài sản tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 đạt 9.567 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm. Sau một năm, lượng tiền mặt của công ty giảm mạnh, chỉ còn hơn 28 tỷ đồng, đồng thời không ghi nhận khoản đầu tư tài chính ngắn hạn nào. Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của Quốc Cường Gia Lai dừng ở mức 5.225 tỷ đồng, giảm gần 7% so với đầu năm. Trong đó các khoản phải trả ngắn hạn khác lên tới 4.275 tỷ đồng, chiếm tới 82% cơ cấu nợ phải trả. Quá nửa trong số đó là khoản tiền 2.882,8 tỷ đồng cần phải trả cho Sunny Island. Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023, Quốc Cường Gia Lai ghi nhận doanh thu thuần đạt 432 tỷ đồng, không chênh lệch so với báo cáo tự lập. Khoản doanh thu này giảm gần 3 lần so với mức 1.265 tỷ đồng ghi nhận năm 2022. Mặc dù kết quả kinh doanh kém sắc nhưng cũng đủ giúp cổ phiếu QCG được cấp margin trở lại. Trên thị trường chứng khoán, mã cổ phiếu bất động sản này đang có đà tăng nóng 78% chỉ trong 2 tháng. Riêng trong phiên ngày 12 tháng 4, QCG vẫn tăng kịch trần bất chấp những thông tin xoay quanh Vạn Thịnh Phát. Thưa quý vị, trong bản án sơ thẩm về giai đoạn 1, đại án kinh tế xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các đơn vị có liên quan, ngoài hình phạt tử hình đối với bà Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát về các tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tham mô tài sản và đưa hối lộ, tòa cũng buộc bị cáo bồi thường gần 674.000 tỷ đồng cho SCB. Đồng thời, hội đồng xét xử cũng buộc nhiều doanh nghiệp cá nhân phải trả lại hàng tỷ đồng cho bị cáo Trương Mỹ Lan để khắc phục hậu quả. Trong số các khoản tiền phải nộp lại, hội đồng xét xử buộc công ty Phú An và bà Phan Thị Phương Thảo nộp lại số tiền 145,26 tỷ đồng và 1.000 lượng vàng SJC để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của bà Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án. Nhắc tới cái tên Phú An và nữ doanh nhân Phan Thị Phương Thảo, giới doanh nhân thường liên tưởng ngay đến công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Phú An và tập đoàn Khang Thông cùng dự án đình đám Happy Land, xứ sở hạnh phúc. Công ty Phú An thành lập tháng 4 năm 2003, công ty do bà Phan Thị Phương Thảo làm chủ tịch hội đồng quản trị. Tháng 2 năm 2022, công ty cập nhật thông tin ông Phan Quốc Lợi, sinh năm 1993, làm tổng giám đốc. Và mới đây, tháng 4 năm 2023, ông Phạm Minh Luân làm tổng giám đốc. Tập đoàn Khang Thông thành lập tháng 10 năm 2004 với vốn điều lệ 4.500 tỷ đồng. Do bà Phan Thị Phương Thảo làm chủ tịch hội đồng quản trị, cổ đông góp vốn ngoài bà Phương Thảo 97,46%. Còn có ông Phạm Minh Luân 1,15% và ông Phan Đắc Tuệ 1,39%. Ông Luân và bà Thảo có cùng địa chỉ thường trú. Tháng 12 năm 2018, công ty giảm vốn điều lệ xuống 3.600 tỷ đồng. Vị trí tổng giám đốc được luân chuyển từ ông Phan Quốc Lợi sang ông Phạm Minh Luân vào tháng 4 năm 2023. Nữ doanh nhân Phan Thị Phương Thảo cũng là đại gia có tiếng, từng là cầu nối đưa nhiều nhà đầu tư ngoại vào Việt Nam. Công ty Phú An là một trong những công ty trong hệ sinh thái Khang Thông, là chủ đầu tư dự án Happy Land Đình Đám. Happy Land Đình Đám bởi tổng quy mô 688 hectare, vốn đầu tư khoảng 2 tỷ đô la Mỹ. Từ chục năm trước, dự án gây bão khi cho biết đã thu hút được nhiều nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có cha của cố ca sĩ Michael Jackson, ông Joseph Walter Jackson, người cha của cố ca sĩ nổi tiếng đến với dự án Happy Land với mong muốn là người quảng bá dự án ra thế giới như ước nguyện của con trai chứ không phải đầu tư. Tuy vậy, ngay sau đó phía ông Joseph rút lui khỏi dự án vì một số lý do, kêu gọi loạt đầu tư cả ở nước ngoài, rầm rộ triển khai nhưng sau đó đắp chiếu nhiều năm, công ty rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, bị đối tác kiện ra trung tâm trọng tài quốc tế tại Việt Nam. Hàng loạt bản án sau đó được công bố, số nợ của Phú An lên đến khoảng 700 tỷ đồng, mất khả năng thanh toán. Thậm chí công ty còn nợ cả tiền bảo hiểm xã hội. Cục thi hành án dân sự tỉnh Long An phải vào cuộc, kê biên một phần tài sản. Bà Phương Thảo lúc đó bị cấm xuất cảnh. Năm 2016, để trả nợ, Tập đoàn Khang Thông tìm đối tác mua cổ phần của dự án Happy Land. Thông tin trên thị trường thời đó cho biết,
những cuộc đàm phán với bà Trương Mỹ Lan của tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã diễn ra nhưng bất thành. Không đạt được thỏa thuận với Vạn Thịnh Phát, năm 2017, phía Khang Thông công bố thông tin đã bán 88% cổ phần của dự án Happyland cho đối tác Vina Oka tại Hồng Kông, Trung Quốc. Năm 2021, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An nhận được đơn của công ty Nhật Linh, Li Oa yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với công ty Khang Thông. Cục thi hành án dân sự cho biết, thời điểm đó đang tổ chức thi hành án đối với 6 bản án của công ty Khang Thông. Như vậy, sau hơn 2 năm, từ đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của công ty Li Oa đối với công ty cổ phần Khang Thông, đến quyết định của Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh, tháng 3 năm 2023, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đã ban hành quyết định mở thủ tục phá sản công ty Khang Thông vì mất khả năng thanh toán khoản nợ. Thêm 7 pháp nhân phải nộp lại hơn 9.000 tỷ đồng và 1.000 lượng vàng SJC cho Trương Mỹ Lan. Thưa quý vị, liên quan đến vụ án tập đoàn Vạn Thịnh Phát, theo phán quyết cuối cùng của hội đồng xét xử, để đảm bảo thi hành án cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án, hội đồng xét xử buộc một số doanh nghiệp, cá nhân phải hoàn trả lại số tiền đã nhận từ bà Trương Mỹ Lan. Trong đó, ngoài Quốc Cường Gia Lai thì có thêm 7 pháp nhân phải nộp lại hơn 9.000 tỷ đồng và 1.000 lượng vàng SJC. Cụ thể, công ty cổ phần địa ốc Hồng Phát phải nộp lại hơn 2.355 tỷ đồng. Công ty Phú An gồm cá nhân Phan Thị Phương Thảo phải nộp lại hơn 145 tỷ đồng và 1.000 lượng vàng SJC. Cá nhân Mai Ngọc Ngà phải nộp lại hơn 19 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển và kinh doanh nhà ở HDTC phải hoàn trả số tiền 400 tỷ đồng. Công ty cổ phần TNH Hạ Long và công ty Âu Lạc, hai doanh nghiệp liên quan đến tập đoàn Tuần Châu, phải nộp lại số tiền 6.095 tỷ đồng. Theo hội đồng xét xử, đối với quan hệ thế chấp, bảo đảm liên quan đến các quyền sử dụng đất của công ty Âu Lạc và công ty TNH Hạ Long, dùng để đảm bảo dư nợ cho các khoản vay tại ngân hàng SCB, cơ quan cảnh sát điều tra đang ngăn chặn giao dịch chuyển nhượng. Hội đồng xét xử cần tách ra để Tuần Châu và công ty Âu Lạc giải quyết với ngân hàng SCB và các bên liên quan nếu có, trong một vụ án khác khi các bên có yêu cầu. Riêng Quốc Cường Gia Lai, hội đồng xét xử cũng buộc công ty này hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã nhận từ bị cáo Trương Mỹ Lan là 2.882,8 tỷ đồng để đảm bảo thi hành án cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án. Ngoài ra, hội đồng xét xử quyết định tiếp tục kê biên, tạm giữ đối với các bất động sản, cổ phần, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ tiết kiệm, các tài sản khác của công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát đứng tên sở hữu hoặc giao cho các cá nhân đứng tên hộ của các bị cáo, những người liên quan khác để đảm bảo thi hành án nghĩa vụ tương ứng. Hội đồng xét xử cũng đề nghị tiếp tục kê biên đối với 76 bất động sản tại huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, giao cho C03 Bộ Công an để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý liên quan đến hành vi sai phạm của một số đối tượng đứng tên hộ tài sản cho bà Trương Mỹ Lan. Đồng thời, tiếp tục kê biên đối với 16 bất động sản tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, diện tích khoảng 1 hectare thuộc dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển, giao cho C03 tiếp tục điều tra làm rõ để giải quyết trong giai đoạn 2 của vụ án. Về cá nhân bà Trương Mỹ Lan, bà này bị xử phạt 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tử hình về tội tham mô tài sản và 20 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt chung cho cả 3 tội là tử hình. Bà Trương Mỹ Lan đồng thời phải chịu trách nhiệm dân sự bồi hoàn cho ngân hàng SCB gần 674.000 tỷ đồng. Đây là dư nợ của 1.243 khoản vay còn lại tính đến ngày 17 tháng 10 năm 2022. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại! We'll be right back.